Xin chào các bạn, hôm nay Linh Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Excel để tăng traffic, tăng G cộng và tăng lượt CG cộng và giúp các bạn có một số cái khái niệm về traffic để làm thế nào để mà tăng traffic đạt được hiệu quả cao nhất, giúp đẩy website lên top một cách nhanh nhất mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Hiện tại thì mình cũng thấy là một số thành viên đang rất là lao tâm, lao lực vào Excel cũng như là những cái chương trình tăng traffic khác. Tuy nhiên là có những cái thứ mà không cần thiết. Các bạn chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để duy trì lượng traffic cho website của bạn thì cũng đủ để giúp cho website của bạn lên top và giữ top. Ok, bây giờ thì khi mà các bạn truy cập vào facesale.vn thì nó sẽ hiện ra cái khung login, và việc đơn giản của các bạn là chỉ bấm vào một điểm bất kỳ trên màn hình thì nó sẽ hiện ra cái form đăng nhập như thế này. Thì các bạn nhập user và pass vào và các bạn bấm đăng nhập. Okay. Đôi khi thì hệ thống server của Facebook nó bị lỗi, cho nên là chúng ta sẽ gặp trường hợp là nó sẽ bị vanh lại màn hình login. Thì không sao, các bạn bấm login lại là ok ha. Thì lần đầu tiên đăng nhập thì nó sẽ hiện cái bảng này lên và các bạn click vào. Thì các bạn xem nè, mục thứ nhất là nó yêu cầu là cài đặt add-on, thứ hai là tách trình duyệt đi, thứ ba là vào lại Facesale và backlink. Rồi sau đó các bạn kiếm điểm bằng cách là share, like G cộng và click link để mà kiếm điểm ha. Thì bây giờ mình click vô thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này, và các bạn chỉ việc cài đặt cái add-on Chrome vào ha. Thì có cái add-on của Paysale thì các bạn mới có thể là kiếm được nhiều điểm, nếu như mà không cài đặt thì các bạn kiếm rất là ít. Add attention, nếu như mà cài đặt thành công á thì nó sẽ có được cái icon ngay chỗ này. Các bạn thấy là có icon như thế này là mình đã cài đặt thành công. Thì hiện tại thì Paysale hỗ trợ trên Chrome và Cốc, còn Firefox thì khoảng tầm một tháng nữa thì mình sẽ phát triển ha. Rồi sau đó mình sẽ tắt cái trình duyệt đi ha, rồi khởi động lại Paysale. Chỉ lần đầu tiên thì mình mới tắt rồi khởi động lại thôi, những lần sau thì đã có sẵn cái add-on rồi thì chúng ta cứ thế mà dùng thôi. Ok, nó vô luôn. Thì một số bạn không biết cách login như thế nào thì các bạn bấm vô cái icon này để nó login ha. Log out, tức là các bạn muốn thoát khỏi Facebook á thì các bạn bấm vô cái icon này ha. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ click link ha để mà kiếm điểm. Thì các bạn thấy nè, đây chúng ta sẽ thấy một số link chẳng hạn như link hay cốc, để các bạn click vô đây ha. Twitter, có cả YouTube luôn ha. Màu màu quá, tắt lo đi ha. Cái bạn này thì có nhiều người comment cho nên là cái bot của bạn này rất nó xuất hiện liên tục ở trên tường của những người khác ha, cho nên là bạn này được khá là nhiều view. Rồi các bạn sẽ thấy những cái link như thế này đó, rất là nhiều link ha. Mình sẽ click vào. Mình click một lượt khoảng tầm 20 link ha các bạn. Thì sau khi click vào á thì các bạn sẽ thấy cái link nó xuất hiện đây, cái đây gọi là link nháy nháy ha. Thì các bạn click vào link nháy nháy thì nó sẽ forward tới những cái tab lúc nãy mình đã click rồi. Nhưng bây giờ mình click vô cái link nháy nháy đó, đây là cái domain mà người dùng cần
vào đây để click ha, thì mình bấm cho họ thôi. Rồi tiếp tục, đây là link Google, thì mình click vào link Google xem thế nào ha. Đây đó, đây là những website mà người dùng cần click, các bạn thấy không, nó nháy nháy. Bây giờ giả sử như mình click lên cái website của đối thủ họ và thử nó có mở tác không ha. Đây đây, hoàn toàn chương trình sẽ chặn không cho mở tab ha. Nếu như bạn click chơi cái đối thủ của họ thì đối thủ của họ sẽ lên top mạnh hơn họ, đó là điều vô lý, cho nên là hệ thống rất là thông minh nên là nó đã chặn lại ha. Rồi bây giờ mình chỉ việc click lên link thôi, mình xem hệ thống file sale thống kê những gì ha. Đây của cái bạn này đó, mình click cho bạn này 3 link thì hệ thống Facebook đã thống kê được đầy đủ là mình đã click 3 link với khoảng thời gian view cụ thể ha. Thì khi mà mình click cái đây gọi là click keyword, thì mình khi mình click lên những cái keyword này á thì hệ thống sẽ tính điểm cho các bạn là 50 điểm. Còn nếu như các bạn không click keyword, các bạn chỉ mở những cái tab dạng như thế này thì các bạn chỉ được tính tối đa là 5 đến 10 điểm. Rồi, có những bạn thì câu view và lên top rất là mạnh, nhận lên cả top 1 luôn ha. Có nhiều từ khó thì độ cạnh tranh cao và khoảng 10.000 lượt search, thì có một số anh chị thì cũng đã sale lên top, chẳng hạn các bạn có thể là search Trần Thạch Cao, thì các bạn thấy website Trần Thạch Cao Nam Ngọc thì họ làm blog rất là đơn giản thôi và lượng backlink cũng khá khiêm tốn, khoảng tầm 200 mấy backlink thôi, nhưng mà nó lên top rất là khủng và các từ khác nó cũng sẽ lên theo luôn ha. Rồi các bạn thấy là rất là nhiều link và các bạn chỉ việc focus vào click thôi đó, nhớ click vô link này để focus qua ha, thì các bạn sẽ thấy những cái link nhảy nháy như thế này. Đó các bạn, trong khi các bạn vào một website thì các bạn chỉ click được tối đa 5 link thôi. Quá chừng link luôn, click như thế này thì khoảng tầm 10 phút các bạn vào lại thì các bạn sẽ thấy là điểm các bạn tăng khoảng tầm vài ngàn điểm. Có một lần thì mình đã thực hiện và tăng khoảng được 5.000 điểm một lượt click ha. Thì các bạn chỉ việc click thôi, rồi các bạn để đó thì hệ thống Facebook nó sẽ tự động tách tất cả các tab. Thì đây là cái hay của Facebook ha. Nhập Phạm, đây là một anh chàng sale bất động sản cũng khá là mạnh ha, thì anh ấy cũng khá thành công với các dự án về sử dụng file sale để mà đẩy rất là nhiều từ khó liên quan tới căn hộ. Click giúp. Cái trang này không có keyword ha, có lẽ là người này mới không biết sử dụng. Rồi trong trường hợp nếu như mà các bạn chưa cài add-on Chrome á, thì các bạn có thể là click vô cái icon này ha, click vào, các bạn thấy điểm nó tăng chưa, khi các bạn view thì điểm nó sẽ tăng như thế này. Đây đây là icon của Chrome ha, khi các bạn click vào thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ để các bạn add cái add-on. Đây là hiện tại thì các bạn đã thấy là mình add cái add-on rồi cho nên không cần add lại ha. Đó các bạn thấy điểm nó tăng không, tức là tab nó sẽ tự động tắt và điểm các bạn sẽ tự động tăng, các bạn không cần phải ngồi chờ để mà tắt các tab ha. Rồi thì các bạn xem cái dòng thông báo này, cách một phút link nháy nháy xuất hiện, là lúc này các bạn thấy link nháy nháy do mình click hết rồi, cho nên là khi click rồi thì nó sẽ ẩn đi, khi click nó ẩn đi, khi click nó ẩn đi đó.
Thì bây giờ đối với người này là mới ha, click cho người này ha. Thì các bạn sẽ không có thấy cái link nháy nháy nó xuất hiện ha. Và các bạn sẽ đợi 10 phút, 1 phút. Thì trong cái thời gian chờ đợi á, thì các bạn có thể là bấm G cộng. Đó. Các bạn thấy điểm tăng không? Mỗi lượt G cộng là các bạn sẽ tăng được 25 điểm. Mình sẽ G cộng ha. 51. Sáu ba một, các bạn để ý lại ha. G cộng. Đó. 31 lên 56 là cộng 25 điểm ha. Rồi ok. Tiếp theo, các bạn sẽ thấy là link G chia sẻ. Thì mỗi lượt các bạn chia sẻ dùm người khác thì các bạn sẽ được 75 điểm. Mình bấm chia sẻ ha. Rồi, bấm chia sẻ. 12. Thì đối với người chia sẻ thì các bạn đôi khi các bạn chia sẻ 2-3 lần các bạn mới được điểm. Bởi vì đây là cơ chế của Google, nó không có đồng bộ nhanh so với lại cái G cộng ha. Tức là các bạn kiếm điểm này cũng hơi khó hơn một tí. Tuy nhiên là nó đạt được hiệu quả rất là cao. Thời gian tới thì mình sẽ tăng cái điểm G xe này lên ha. Đó, các bạn thấy điểm của mình hiện tại là nó đã tăng lên là 732 rồi ha. Tức là mỗi lượt xe G cộng á, thì các bạn sẽ được 75 điểm. Và tuy nhiên là trong một số trường hợp á, nếu như các bạn chẳng hạn như các bạn đang được, các bạn post link lên, các bạn đang được view, thì các bạn G cộng, các bạn thấy điểm nó tụt, cái đó là do các bạn đang bị view cho nên là điểm nó chưa có F5 được. Và khi các bạn G cộng hoặc G xe nó F5 lại thì các bạn thấy là điểm nó trừ. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường ha, không có gì đâu mà đặc biệt. Thì nếu như mà các bạn muốn test G cộng như là xe có được cộng điểm hay không thì các bạn cứ vào lúc 1-2 giờ sáng các bạn test là sẽ thấy à nó tăng điểm đó rồi. Thì lúc đó không có ai view cho bạn, không bạn không bị trừ điểm thì lúc đó điểm bạn sẽ cộng, được cộng lên. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ thấy là có một số anh chị á, thì có cái G cộng, có cái G xe, còn đây không có G xe. Thì các bạn phải setup cái nút G xe ở đây ha. Rồi, đây là link của GC thì mình sẽ hướng dẫn cái cách bạn cách lấy link của GC ha. Lạnh quá. Các bạn đợi tí ha. Đó, thì các bạn bấm vô hồ sơ trên G cộng. Rồi. Các bạn sẽ thấy được cái danh sách rất là nhiều link ha. Hiện tại thì mình đang cần sale cho cái link này thì mình sẽ lấy cái link này liên kết đến bài đăng, xong mình copy cái link mình paste vào
phần setting. Ok, những thông số khác thì mình để im ha, mình chưa cần lưu tâm, lưu lại. Rồi xong thì khi đó các bạn post link, các bạn sẽ thấy điểm nó tăng, điểm tăng rất là nhiều ha. Đây cái tab nó sẽ tự động tắt rồi đó, tắt gần hết rồi đó. Một lượt khoảng vài phút thì các bạn sẽ thấy các bạn được 1.000 mấy rồi. Đây là mình chưa có click maximum ha, click nhiều thì điểm nó tăng còn dữ nữa. Rồi bây giờ tiếp theo là các bạn chỉ việc post link ha. Thì mình cũng nói sơ qua là để đạt được hiệu quả cao á, thì các bạn post 3 link, mỗi lần post 3 link ha. Thì các cái domain phải khác nhau của mình nè, .vn, .net, .org khác nhau. Rồi phía sau thì các bạn thêm thang thang thang, rồi keyword đào tạo SEO, chấm thang, chấm thang, chấm thang. Tức là khi người khác sẽ vào cái website này và thấy cái từ đào tạo SEO nào có gắn liên kết thì họ sẽ click giúp bạn, và hệ thống Facebook nó sẽ tự động là nháy nháy để các bạn, để những người khác thấy cái key đó ha. Chẳng hạn như bây giờ mình post lên các bạn sẽ thấy rõ. Rồi mình sẽ đăng ha. Đấy, mình click vào xem. Mình sẽ vào mình xem nguồn thống kê coi thử là có bao nhiêu người xem ha. Mình log out cái tài khoản. Thấy là lượng traffic tăng đáng kể ha. Rồi mình theo dõi thời gian thực đó, các bạn sẽ thấy là người ta đã click vào cái keyword đào tạo SEO giúp mình ha. Nhưng mà hiện tại là trên Facebook nó sẽ không thống kê nguồn từ Facebook, thỉnh thoảng thì có một số cái nó thống kê nguồn thôi, còn đa phần là nó sẽ thống kê nguồn. Các bạn xem là nó thống kê nguồn từ đâu ha. Đó, thống kê nguồn từ Bing, Facebook, Yahoo, có khi là Cốc Cốc, Google cũng có. Thì các bạn yên tâm là nguồn đã được chuyển đổi ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đưa theo đúng cái công thức như thế này, mỗi lần post 3 domain khác nhau, keyword khác nhau để điều hướng link khác nhau thì mới có hiệu quả ha. Post 3 domain trùng nhau thì thứ nhất là khi mà người ta view á, thì Google nó chỉ tính là một session thôi và thời gian cũng sẽ rất thấp, không có tốt cho SEO ha. Các bạn chịu khó đi link trên diễn đàn và sau đó lấy cái link của bài viết trên diễn đàn, rồi các bạn post lên Facebook, rồi cho người ta click vào cái domain trở về cái trang của mình cần SEO ha. Và phải đa dạng hóa cái link view, tức là sáng, chiều, tối, mỗi lần mình post là một cái link khác nhau. Bởi vì các bạn cũng biết là cái lượng view không cần nhiều, chỉ cần duy trì đều đều thì nó sẽ ok hơn. Còn các bạn muốn mà SEO traffic lên mạnh á, thì trong cái thời gian mà Google chưa index cái link thì các bạn đẩy traffic ồ ạt vào được. Còn khi mà đã index rồi thì các bạn, traffic nó sẽ có xu hướng giảm dần. Và sẽ có người đặt câu hỏi là khi nào traffic tăng, thì các bạn cứ gắn tag link vào thì có traffic. Các bạn gắn tag link có traffic, tức là lượng backlink tăng thì traffic sẽ tăng. Còn nếu như các bạn không gắn backlink vào mà các bạn tăng traffic liên tục thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Và đặc biệt đối với link link này à, đây à, như có một số anh chị copy cái link này vào Facebook và cho người khác click vào cái từ vào cái website của mình. Chẳng hạn như mình copy cái link này mình paste lên đây,
giải pháp. Đây là cái link mà mình cần người khác view cho mình ha. Quang Lâm Faisal. Để mình xem thử để có bao nhiêu view cho mình ha. Có khá là nhiều lượt view. Đây, những cái này là để click giúp mình ha. Mình F5 lại xem ha. Khi các bạn đang view thì các bạn, đặc biệt là bạn không được F5 ha. F5 lại thì chắc chắn là các bạn sẽ bị sẽ không được tính điểm. Mình post link lên ha, sau khi mình đăng thì hệ thống sẽ thông báo là cách 5 phút post một tin, thì các bạn chịu khó đợi thôi, tại vì mình không muốn là mọi người spam tin liên tục trên Facebook cho nên là mới chặn ha. Ở đây là 4 phút rồi. Đó. Thì người khác họ sẽ click vào cái link này và họ họ sẽ thấy được cái domain giải pháp thương hiệu đây ha, trên này người thấy không, đó đây là Facebook map của Facebook ha. Và một số người họ sẽ thấy cái link này, nếu như họ login mail thì họ click nhiều thì có thể là thấy nó nằm nó một, thì họ sẽ click vào cái link nháy nháy. Đợi một phút, link nháy nháy sẽ xuất hiện. Tức là lần đầu tiên các bạn click vào á, thì các bạn sẽ không có thấy cái website của người khác họ nháy nháy đâu ha. Tức là mình không biết là người khác cần click vào những cái link nào. Đó, khi mình click, cho dù thời tại thời điểm này mình click coi cũng nó cũng sẽ không có cho các bạn mở tab ha. Rồi cái link này xuất hiện rồi, mình chỉ việc click vô cái link này thôi. Đó, click vào được chưa, hệ thống sẽ thấy là nó thống kê lại nè, là mình đã có người click vào cái website của mình, có người view mobile luôn ha. Thì một ngày bao nhiêu lượng view từ kết quả search Google về là đủ? Các bạn sẽ thấy nè, với mỗi keyword á thì Google nó sẽ thống kê được là cái lượng search hàng tháng, từ lượng search hàng tháng thì mình quy ra là lượng search hàng ngày. Thì ở đây keyword của mình thì một ngày là 100 lượng search, và vị trí của mình thì nằm thứ ba hoặc là thứ năm, thì lúc đó mọi người sẽ tính ra được là cái tỷ lệ click vô là khoảng tầm, chẳng hạn như ở mình ở vị trí số 5 thì lượng click khoảng tầm 20%, thì mỗi ngày mình cần 20 click thôi là đủ ha. Còn đối với một số cái keyword mà có không có thống kê lượng search hoặc là lượng search quá ít thì mọi người cần 2-3 click một ngày cũng đủ rồi, không cần nhiều đâu ha. Còn nếu như mà các bạn làm quá nhiều thì website của bạn tụt hạng chứ không phải là lên hạng ha. Mình nhắc kỹ rồi đó. Rồi, các bạn quay lại Facebook. Thì ở đây có một số anh chị view bằng mobile ha. Thì mỗi lượt view mobile á, thì các bạn sẽ được cộng tối đa là 300 điểm, tối thiểu là 40 điểm. Thì thông thường á, các bạn có thể là để mobile khoảng tầm 5-7 phút, rồi sau đó các bạn sẽ rê lại mobile để cho cái chương trình, cái trình duyệt trên mobile nó hoạt động trở lại. Thì lúc đó các tab được tắt thì nó sẽ tính điểm cho các bạn. Còn các bạn mà cứ click rồi để đó khoảng tầm 30 phút quay lại thì nó sẽ không có được tính điểm. Một số cái mobile thì dung lượng bộ nhớ quá nhỏ thì view không có được đâu ha. Thì
Để mà view được mobile thì chắc chắn là bộ nhớ phải lớn, hoặc là các bạn phải xóa bớt cái ứng dụng đi thì mới có thể là view được trên mobile. Rồi. Thì bài hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc ha. Chúc các bạn có được nhiều lượt view và lên top mạnh mẽ. Thì các bạn thấy là những người nào mà hoạt động mà có lượng có cái số điểm cao, chẳng hạn như trên 50.000 điểm, thì cái người đó mới post lên file sale và nó mới hiển thị được tất cả mọi người. Còn những ai mà ít điểm thì nó chỉ hiển thị đối với một vài người mà bạn đã view giúp họ thôi, còn nó không có hiển thị tất cả. Cho nên là các bạn chịu khó phải view thật nhiều để mà đạt được số điểm cao, thì sau này các bạn sẽ được view lại rất là tích cực ha. Thì mọi người xem nè, trên này có một số người họ cũng kiếm được lượt view khá là cao ha. Đây ha, 46, 24, 48. Tại vì link của họ thay đổi liên tục cho nên là lượt view ở đây nó không có tính nhiều ha. Đó. Và khi mà điểm các bạn là bé hơn 200 điểm thì link nó sẽ không có hiển thị nữa ha. Ok, xin chào các bạn ha.